Bày tỏ sự hoan nghênh và vui mừng đón đoàn tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Medvedev lần này là dịp để hai bên trao đổi về hợp tác giữa hai đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thống nhất các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hợp tác song phương vì lợi ích của người dân và sự phát triển của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga dành cho Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn cùng phía Nga duy trì phát triển hơn nữa mối quan hệ này. Về phần mình, ông Medvedev nhấn mạnh, Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á. Khẳng định Nga mong muốn cùng Việt Nam phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác song phương mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhằm đáp ứng mong muốn của người dân hai nước, yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian gần đây, trong đó có việc tổ chức thành công khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Qua đó thống nhất những phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cảm ơn lãnh đạo chính quyền Liên bang Nga đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga thời gian qua. Mong Chủ tịch Medvedev cũng như Đảng nước Nga Thống nhất tiếp tục đóng góp tiếng nói, ủng hộ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam được tiếp tục sinh sống, học tập, làm ăn lâu dài tại Liên bang Nga.